Mọi người chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ quay lại với tựa game Pontry. Cái tựa game gì đó, Wormwood. Phải. À, mình chơi tới đây rồi nha. Cái tựa game mình sẽ để cái tên trên kia tại này quên gì rồi. Tựa game này một tựa game survival 2D. Mình mới vừa tìm ra thôi. Và nó cho là kiểu như mình lấy gỗ. Kiểu như giống survival là sẽ có những con thú chiếm rồi bla bla các thứ cỡ thế. Giờ mình sẽ đi lấy gỗ về xây. Mình chưa chơi trước nha, vừa ra về là mình vô mình review luôn đấy. Thế nên là có lẽ là chơi có thể là dễ tệ hoặc là gây ngứa mắt người xem. Mong các bạn thông cảm. Làm chợ lửa nè. Chắc các bạn có thể biết cái tựa game này rồi. Có một đứa chạy cách đây mà dẫm á. Mà sao đã lấy thực vật nha. Không đi. Không phải. Thấy có lấy gỗ thôi. Lấy gỗ miết nè. Sao kéo đi nhỉ? Ấy ấy ấy, có người qua giúp hay đánh nhau à? Ok à, cái này là nó giúp mình mấy bạn. Ủa đi vô đi tay trái. Ủa này là sao nhỉ? Lấy gỗ giùm người lang thang. Lấy gỗ. Ok, được hai người rồi, sướng nhỉ. Lấy về nó về làm lẹ. Làm nông trại. Ai để lấy thực phẩm nhỉ? Thầy nói nghề à, không, phải có cái lính gác. Cái lại gì mấy bạn. Mình chờ nó lấy xong thôi, mình lấy phụ nó. Thấy nông chạy ngon 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 làm à, chế tạo được đuốc lửa nè mấy bạn. À, thay đổi nghề cho mấy này dân thực phẩm đến canh đến ghét đuốc lửa. Ok, ghét, một thằng ghét. Một thằng đi xe gỗ. Yeah, lấy gỗ đi. Một thằng hay nghề nó thành nông dân thực phẩm đi. Ra đây lấy gỗ vô. Lấy gỗ. Bữa tối là mấy thằng này nó sẽ vô đây nó nghỉ, chỉ có thằng lính gác là đi thôi mấy bạn. Khá là ổn ha. Nhân sự mới chỉ có hai thôi nên buổi sáng thằng kia nó sẽ đi lấy gỗ mình. Hình như có con gì tới. Sợ nha, ấy hình như có. Thầy nói nghe lẹ. Quấn nó đi, quấn nó. Nồng, tấn công. Phụ nó. Ừ, hay, lột da. Đây gỗ. Nhân sự. Mình sẽ chuyển thay đổi thành nghề này. Nó lại ngủ. Cái nhà. Thầy nói nghe nó thành thực phẩm đi. Ok, mình sẽ đi lấy gỗ. Lấy gỗ hộ ta đi. Mình ghét cái gì nữa. Thế nó vẫn còn ngủ nha. Ok,
Vậy đi. Rồi. Chán mình làm việc thật sự rồi. Rồi, nó dậy rồi, nó dậy rồi. Một thằng nông dân, một thằng... Cái gỗ hủ tao đi. Súng chế tạo là... Rồi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Chuyển thằng này qua bên gì luôn. Qua xe gỗ hộ đi. Ồ, có nhân sự mới đây. Hứa xuống xuống. Nói chuyện với người lạ. Một người đàn ông đang gầy gò, đang đẩy bên chiếc xe. Ồ, không lẽ đưa thực phẩm. Úi. Nhân sự ngon. Thực phẩm đi. Thêm một nhân sự nữa. Làm thực phẩm đi cho lẹ. Hay gỗ. Làm sao để cho thằng kia nó ăn à? Chưa hiểu về game này lắm mà ráng. Cái thằng này tên gì á? Chế tạo cái gì đây? Qua mùa mưa hình như nó chậm lại. Xe đẩy sáo gỗ à? À đây, sáo gỗ, sáo gỗ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhấn 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 được 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 ngon ngon ngon. Sáo gỗ nhấn nhấn mình sẽ trang bị cho nó thêm cái này. Mình không biết được cái trang bị không ta, thử xem. Chỉ cái này thành là gỗ đi. Gỗ nó sẽ trang bị xe thì chắc nó sẽ đi nhiều hơn nên không cần mình hành động ha. Vô làm mình không chạy thôi. Có tiếng chị gì mới không? Ở rồi nó hoạt đi. Ôi, hình như một thằng nó đi ngủ rồi mấy bạn ơi, chết mẹ. Hãy tấn công phụ nó đi, tấn công, tấn công, tấn công. Tự nhiên cái thằng kia đi ngủ rồi. Lục da. Mình không ngủ luôn mấy bạn, vãi. Mà nó ngủ hết. Đấy, cho mày sẽ đẩy cho lẹ. Lấy gỗ. Lấy được chắc nhiều. 5 gỗ một lần. Được. Để làm cái cầu gỗ. Nhân sự. Để suy nghĩ coi. Dùng hết nhân chế tạo. Lấy dùng. Nhân sự chính là như thế này. Gỗ đi. Cho mình thêm không. Làm cho đây. Ta làm việc đây. Ok. Thấy nhiều vô người dân làm việc kiệt sức đã đi ngủ. À thằng này bị kiệt sức vậy. Ngủ đi tối canh. Có một người, có một người qua ngon ngon ngon. Muốn làm cái gì? Lang thang. Ghét hả? Cho một thằng lang thang này vô trang bị cho nó. Nên cần hai lính ghét nha. Để một thằng xe gỗ đi. Đó nghe. Lính ghét. Tay phải. Tay
cho nó ngủ để bữa tối mấy bạn, để bữa tối cho nó canh. Tối các bạn sẽ có nhiều cái gì không? Mình để sẽ đi lấy gỗ dùm, sắp xong rồi. Sao để hồi máu nha, khó chịu thật sự ấy. Đây là rồi ngon, bên cạnh nó ra rồi bạn, sẽ dặn cầu gỗ nha. Mình sẽ đi xây dựng cầu gỗ. Thì bạn đi mở sắt tấm gỗ, hòn đá để làm cái này, 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 làm cái này. Hai, lột da qua, lột da qua, lột da. Thắng rồi. Càng ngày nó càng nhiều nha các bạn. Tao biết rồi, thắng rồi. Sáng là mấy ngày nó sẽ vô ngủ, để tối ra nó canh. Cú đêm làm việc trong tối. Ủa gì? Bên kia dậy đi chứ. Bên chưa chịu dậy. Ôi, tới mùa đông là nó sẽ đi chậm lại rồi. Mình sẽ làm mỏ sắt, mỏ làm cái này trước nha. Chế tạo nhầm rồi, để đứng nông dân để gỗ đi cho lẹ. Tốc độ đi, à mình có ngày rồi đó. Ê thằng đừng làm đi, con đi lấy gỗ đi, lấy gỗ đi. Trời, thằng này mình kéo qua em nè, thằng này bỏ quần thích. Đi đâu đây ta? Con người quạt, con người quạt. Thêm nguồn nhân lực, nhân sự mới rồi. Tối nay nó sẽ canh, một thằng nó sẽ canh cùng thằng này. Lính thằng là nông dân, lính ghét ba thằng. Ok, trang bị hết, chạy gừng rừng qua lấy liền. Mình sẽ xây chạy gừng rừng, chạy lên đây nè để mình đào mỏ nè. Hay chà, dữ á. Đây sinh sống đã được mở rộng cho nhiều dân cư trú. À, thế là mình có thêm thêm người mấy bạn. Được thêm người. Xây dựng. Ôi, nó ngủ rồi. Mình sẽ skip. Ok các bạn, tụi nó đang tới, tụi nó sắp tới rồi. Liệu ba thằng này làm được nên trò chống hay không? Này à, khó khăn ta. Một con á. Con thì hơi kỳ nha. Ủa sao có con à? Đẫm máu ghê.
đỡ lúc sáng đi qua Lột Già, trận đấu đẫm máu quá, quá đẫm máu luôn. Tưởng nhiều lắm chứ. Chứ tạo cho cái xe đẩy, tạo cho cái thằng nhân sự này cái xe đẩy rồi. Nông Dương xe đẩy chừng nào ta chế tạo được áo giáp nè. Mình ghi lệ coi. Làm việc trong năm trại không ạ? Rồi mấy ngày ra nó lấy gỗ rồi. Hay. Có xe đẩy làm khá là lẹ nha các bạn. Thằng kia làm việc trong năm trại nãy giờ nó vẫn chưa thấy nó xuất đầu lộ diện. Thằng kia đi lâu phết nha. À rồi, xem màu sắc ngon. Rồi mình sẽ làm gì với cái mỏ sắt này đây? Nên thật kỳ độ sắt đó mấy bạn. Khai thác sắt. Sắt, sắt, gỗ, thực phẩm. Wow. À mình phải tự tay, à phải chia nhân lực ra. Chia ra. Chia thầy nói nghề là mỏ sắt. Qua một hàng quanh đây. Sắt được một á. Thế nhỉ. Mình sẽ tế tạo cái đồng cỏ này. Ừ, có hai thằng vô làm màu sắc luôn đi. Xây dựng. Mình sẽ chế tạo thêm xe đẩy. Cũng được. Cho thằng này nó vô làm màu sắc lại lẹ. Màu sắc như này. Màu sắc. Cho mày hả mày. Sắt ba thì phải đẩy. Sắt thì mới một thôi, mình sẽ làm một cỏ hero rank. Sắt có. Một cỏ hero rank. Chắc có thể là xây đồng cỏ đi. Đồng cỏ mình dọc nhiều có lương thực nhiều hơn nè. Ồ, cũng được. Xây đồng cỏ. Cỏ ở đâu? Lẹ lắm mấy. Có cù mấy bạn. Có cù. Mà cù đâu? Ba xe gỗ, 100 người chăn gia súc và nông dân thì một cái xe đẩy, hàng chi thì đứng ghét ba. Ok, tập này mình sẽ dừng ở đây và nếu các bạn ủng hộ mình ở những series tiếp theo mình sẽ cố gắng làm cho các bạn xem. Mong các bạn tha lỗi cho mình vì thời gian qua mình đã không ra video khá là thường xuyên. Bây giờ mình sẽ quay trở lại làm và ra video thường xuyên và mong các bạn cũng vẫn còn ủng hộ mình. Nếu bạn thấy video này hay, like, share, subscribe.